Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9,99 đồng trong 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kính thưa quý vị, tại nơi đây, ngày thứ Sáu 16 tháng 10 vừa qua, đã xảy ra một án mạng gây chấn động ngôi làng nhỏ này. Một thầy giáo dạy sử địa đã bị một tên khủng bố Hồi giáo chặt đầu. Tên khủng bố sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ tại một ngôi làng bên cạnh, cách nơi đây khoảng 3 cây số. Vào khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu 16 tháng 10, tại trường trung học Rue Bordeau, nằm trong ngôi làng nhỏ Conflans, Paris khoảng 30 km, một thanh niên Chechnya đã chặt đầu một giáo sư dạy sử địa bằng dao tại gần trường ông dạy. Ngay sau đó, tên khủng bố đã bị cảnh sát khám phá, hắn bỏ chạy về Éragny, một ngôi làng nằm cạnh Conflans. Bị cảnh sát đuổi theo khoảng hơn 2 km thì hắn bị bắn hạ tại đại lộ Roger Salango. Trước khi chết, hắn ta la lên Allahu Akbar. Sự kiện gây chấn động toàn nước Pháp. Ngày hôm sau, trước cổng trường, khoảng 1.000 người gồm đồng nghiệp, học trò, người dân đã tập hợp để tưởng nhớ người thầy mà học trò rất yêu mến. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và nhiều dân cử cũng có mặt. Tại các nơi khác trên nước Pháp cũng đồng loạt tổ chức những buổi tưởng niệm tại địa phương. Một cư dân Conflans cho biết lý do ông có mặt nơi đây. Alors, moi, je m'appelle Rocco Kepezera, je suis conflanais depuis... Tôi tên là Shera, tôi là cư dân ở Conflans. Cũng giống như mọi người có mặt ở đây, tôi cũng cảm thấy rất kinh khủng trước thảm kịch này. Tôi cũng là cha, 3 đứa con của tôi học ở đây. Tôi cũng nghĩ đến cha mẹ của những đứa con nhỏ. Điều này có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Điều tôi có thể làm được là có mặt ở đây để cùng đoàn kết và tương trợ lẫn nhau với mọi người. On ne peut que se réunir et être solidaire, voilà. Một người Việt Nam ở Éragny, ngôi làng nơi tên khủng bố bị bắn hạ, cho biết ông cũng rất bị sốc khi sự kiện diễn ra ở một ngôi làng nhỏ bé yên tĩnh này. Tôi ở đây từ 40 năm nay, thành ra đây là một cái biến cố hết sức là quan trọng đối với thành phố tôi đang ở. Tối hôm qua tôi đi bộ giống như mỗi buổi chiều, khi tôi nghe tin này thì tôi không có tưởng tượng được là nó chỉ cách nhà tôi có khoảng chừng 1 cây số thôi. Cái biến cố này nó hết sức là quan trọng, không những chỉ có ở cái địa phương của chúng tôi thôi mà nó là một cái tầm vóc quan trọng cho cả thế giới. Cho nên là tôi đến đây cùng với tất cả những người ở trong cái làng này. Hàng ngàn bó hoa được đặt trước cổng trường với những hàng chữ và những lá thư học sinh gửi cho thầy. Nhưng cũng có những học trò không học ở trường này cũng đến để đặt một cánh hoa tưởng niệm, bởi vì hoa là để cho thầy này cũng là một thầy. Nhiều học trò vẫn chưa qua cơn sốc và tìm niềm an ủi bên nhau. Theo nhiều học sinh, đó là một người thầy dễ mến, tận tụy, luôn chào hỏi cả những học trò không học lớp của ông. Hai cô học trò nhỏ của người thầy giáo nói rằng thầy là một người rất hiền và tốt. Những người tham dự đồng lòng vỗ tay để tỏ tình đoàn kết và tưởng nhớ đến nạn nhân. Mạng xã hội tràn ngập những khẩu hiệu tôi là Samuel, tôi là thầy giáo, tự do ngôn luận, vân vân. Cách đây ít lâu, trong một buổi dạy sử địa, giáo sư Samuel Paty, 47 tuổi, đã dùng những tấm hình biếm họa về Mohammed của báo Charlie Hebdo để dẫn chứng về quyền tự do biểu đạt tại Pháp. Một phụ huynh của lớp này đã gọi ông là côn đồ và đòi trường đuổi vị giáo sư này. Ông Samuel Paty cho biết đã bị dọa giết trên mạng xã hội. Ngay đêm xảy ra án mạng, Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến hiện trường. Tổng thống Macron nói ông ta bị giết chỉ vì ông ta là thầy giáo, chỉ vì ông ta muốn dạy học trò về quyền tự do biểu đạt. Một cô giáo dạy pháp văn mang biểu ngữ cho biết bà vẫn sẽ tiếp tục thể hiện quyền này. Tuy nhiên, bà cũng công nhận. Ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về những gì chúng ta nói, bởi vì nó có thể được diễn giải một cách khác đi và điều đó có thể gây ra những vấn đề. Nhưng không vì thế mà bà lo sợ, và bà đã đi hơn 40 cây số để đến đây tỏ lòng tương trợ, vì theo bà, quyền tự do ngôn luận là vô cùng quan trọng. Olivier Faure, Tổng thư ký Đảng Xã hội, một người Việt lai Pháp, cho rằng cuộc tấn công tại Conflans phải được coi là một trang mới trong cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan. Ông nói, đã có quá nhiều kẻ gây hỏa hoạn đang đội lốt lính chữa lửa. So sánh quyền tự do ngôn luận giữa Pháp và Việt Nam qua vụ việc các nhà báo Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang bị bắt, ông Nguyễn Quốc Nam nhận thấy có sự cách biệt to lớn. Một bên, chính quyền bảo vệ tự do ngôn luận của người dân, trong khi đó nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Ở bên đây người ta trả bằng cái giá mạng sống của người ta để người ta bảo vệ nó vì người ta có. Trong khi đó dân tộc Việt Nam người ta không có cái đó mà chúng ta không thấy cái giá trị của nó nữa. Thì tôi nghĩ nó hai mức độ còn xa nhau lắm. Nhưng mà người dân Việt Nam của chúng ta cũng nhờ là chúng ta đã sống khắp nơi trên thế giới thì chúng ta nhìn thấy ở những chế độ tự do dân chủ, những chế độ văn minh nó đều có cái tự do ngôn luận là cái tự do lớn nhất của con người. Kẻ khủng bố tên Abdullah Anzorov, 18 tuổi, người Chechnya, sinh tại Moscow theo đạo Hồi thuộc hệ phái cực đoan Sunni. Trên Twitter, chúng đăng hình đầu của nạn nhân với lời nhắn gửi đến Tổng thống Macron là thủ lĩnh của những kẻ ngoại đạo và hăm dọa những kẻ xúc phạm Mohammed. Ở một ngôi làng nhỏ, sự kiện này không khỏi gây lên nỗi sợ hãi của cư dân. Một dân làng khen ngợi lòng can đảm của những cơ quan truyền thông, đặc biệt của người Việt đã dám đến đây để đưa tin. Tôi cảm thấy thật hay khi có một đài truyền hình Việt Nam đến đây. Năm 1954, giữa Pháp và Việt Nam đã có những xung đột. Cô đã rất can đảm để đến Conflans làm phóng sự này và đặt câu hỏi cho chúng tôi, bởi vì nước Việt Nam có một lịch sử không thể tưởng tượng được mà chúng tôi được biết ở trường. Một xứ sở chịu nhiều đau khổ và hôm nay đã tìm lại được một ít hy vọng. Cô đến đây thật là một điều tốt. Cảm ơn các bạn. C'est très bien que vous soyez là. Merci à vous. 3 tuần trước đây, một người Pakistan cũng đã tấn công bằng dao tại tòa soạn Charlie Hebdo. Những cuộc khủng bố tiếp tục diễn ra trong lúc đang xử vụ khủng bố Hồi giáo tại tòa soạn Charlie Hebdo cách đây 5 năm. Trong vụ thầy giáo Samuel Paty, đã có 11 người bị giữ để điều tra. Một buổi tưởng niệm toàn quốc sẽ được tổ chức vào thứ Tư tới đây. Từ Conflans, Tường An tường trình cho đài SPTN. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.